độ là phải độ mà nối hàm mọi người. Cái mùi là độ cái hàm lên bằng những cây máy 93 và độ hàm 95 luôn á. Cây này chạy rất là khủng rồi. Cây 93 này là lên hàm 95 rồi gần gần nối luôn á. Thì không có ghe căng đâu mọi người. Bây giờ hiện tại là anh đang chuyển đồng. Chuyển đồng hôm nay chạy cây 93 độ với cây 70 độ nha. Thì là 70 này là độ hàm. Là ta kêu bằng nối hàm á. Nối cái hàm bự ra. Thì bên kia vì lý do là ghe nó không có ghe căng. Bên đây có ghe căng mà không có lúa nên mới ảnh chuyển qua đây cắt bên đây xong rồi ghe bởi ảnh nó có thì chạy về nha. Giờ mới ảnh cặp bến mọi người. Cây 70 vô trước. Giờ anh mới kéo lên trước nha. Thì cái dốc cũng khá là cao à. Cao cực kỳ cao luôn. Dĩ cầu nha. Chạy qua luôn. Dĩ cầu này là cây 246 rồi không phải nổi nha. Thank you.
đầu hết bây giờ. Lấy cái này nha. Đó, đây chị hai cây mấy độ mọi người. Đây là cây 70 nè. Cây 70 là độ cái hàm tổ chản luôn. Đó chứ độ là không phải độ mà nói hàm mọi người. Cây 70 là độ cái hàm lên bằng với cây cây máy 93 và độ hàm 95 luôn á. Cây này chạy rất là khủng à. Rồi dưới cái hàm dưới như cầu rồi. Cái hàm nó bị dính nó đẩy dưới cầu đi mọi người. Anh này anh qua đây anh qua được đó. Cắm đầu xuống dưới này. Ca này khó à. Cắm cái đầu này dính cái hàm xuống dưới giữa cầu luôn nha mọi người. Tại vì cái hàm này nó bự nên nó cắm đầu xuống nha. Thì giờ mà ảnh còn cái xích lôi lên. Giờ hai cái hàm nó máng vô cái dĩa cầu hết rồi. Rồi lên. Tiếp tục máy 70 này xuống nha. Hồi nãy xuống nó bị dướng cái hàm rồi, giờ anh độn lá là tiếp tục xuống lần hai. Rồi im hơn nãy đó. Cho thật là nhiều nha. Để nó cắm cái hàm xuống giống cây 70 hồi nãy nữa là rất là mất công mọi người. À, anh review 93 này độ gì nói luôn. Gần gần độ gì? Đây giờ 93 xuống nha. Cây 93 này là lên hàm 95 rồi gần gần nối luôn á. cái máy này cũng có làm sơ chơi nha mọi người. Rồi qua nha. Thì mấy anh này cũng đang đứng đợi là con lên đang còn bao luôn. Đây có bà chị quá trời cua luôn. Có cua không chị? Có cua không?
Có tôm không? À đù mà ngon. Đâu 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 dở lên đó chị. À đù ngon ngon ngon. Rồi. Đâu cầm cái gâu dở lên review cái chị. Cầm lên đó anh đi. Bỏ vô bỏ thùng cá đi. Gì không thấy, cầm cái gâu á. À đồ. Mày chờ nó luôn. Cho vợ nhậu cái chẹt á. Kìa. Xuống rồi kìa. Đâu 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 đâu. Để con đừng quay. Ông lên hình đẹp còn chết. Đây anh này anh đang ngồi tôm nè. Kéo cái quần lên. Chào luôn cái căng. Đồ má gì là ngon rồi đó. Cười. Đây giờ tiếp tục anh 93 cũng phải dạt luôn nha. Đây 93 này đó anh 95 gần làm luôn. Làm cái hàng 95 độ gần lên nữa lúa mới đi kịp nè. Thì anh này đây đang ngồi tôm. Lúa nè. Đá số 1 chạy hết ra xịt có đen. Trước là một cây 70 nha. Cây đồng này lúa rất là đẹp. Cắt khá là cứng, chạy cũng rất là nhanh nha. Cây này 70 độ hàm nè.